Quang Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học số đếm trong phạm vi 5 nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. Bé hãy đếm có bao nhiêu quả bóng bên dưới. Sau đó, điền số thích hợp vào ô trống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm nhé. Một quả bóng. Như vậy, chúng ta sẽ điền số 1 vào ô trống. Tiếp theo, bé hãy đếm có bao nhiêu quả bóng bên dưới. Sau đó, điền số thích hợp vào ô trống. Bây giờ, cô cùng các bé sẽ đi đếm số quả bóng nhé. Một quả bóng. Hai quả bóng. Như vậy là chúng ta sẽ điền số 2 vào ô trống. Tiếp theo, bé hãy đếm có bao nhiêu quả bóng bên dưới. Sau đó, điền số thích hợp vào ô trống. Bây giờ, cô cùng các bé sẽ đi đếm nhé. Một quả bóng. Hai quả bóng. Ba quả bóng. Như vậy, cô có tổng cộng là 3 quả bóng. Chúng ta sẽ điền số 3 vào ô trống. Tiếp theo, các bé hãy đếm số quả bóng và điền số thích hợp vào ô trống. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đếm nhé. Một quả bóng. Hai quả bóng. Ba quả bóng. Như vậy, chúng ta có 3 quả bóng. Do đó, chúng ta sẽ điền số 3 vào ô trống. Tiếp theo, bé hãy đếm có bao nhiêu quả bóng bên dưới và điền số thích hợp vào ô trống. Bây giờ cô cùng các bé sẽ đi đếm nhé. Một quả bóng. Hai quả bóng. Ba quả bóng. Bốn quả bóng. Vậy là chúng ta có tất cả 4 quả bóng. Do đó, chúng ta sẽ điền số 4 vào ô trống. Tiếp theo, bây giờ các bé hãy đi đếm xem có bao nhiêu quả bóng bên dưới. Sau đó, sẽ điền số thích hợp vào ô trống. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm nhé. Một quả bóng. Hai quả bóng. Ba quả bóng. Bốn quả bóng. Năm quả bóng. Vậy là chúng ta có tất cả 5 quả bóng. Do đó, chúng ta sẽ điền số 5 vào ô trống. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!